À, dạ chào mừng một con cô bác đến kênh của Tấn nha. Thì năm nay cũng như mỗi năm thì có một anh Khánh Phiêu ở bên Hà Lan á có gửi tiền về cho Tấn mua quà bánh trung thu để phát cho những em nhỏ ở quê của Tấn. Quê của Tấn là ở vùng sâu vùng xa ha, ở huyện Vĩnh Hưng của tỉnh Long An. Thì năm nay á thì phát mỗi một phần á thì bao gồm một cái bánh trung thu và một cái lồng đèn. Thì cái bánh trung thu á thì bánh trung thu Thanh Tâm rất là ngon ha. Bánh trung thu này trị giá 40 ngàn và một cái lồng đèn. Lồng đèn con vật. Cái lồng đèn này thì có cái đèn cầy luôn ha. Để tôi lấy cái đèn cầy gắn vô. Đây cái đèn cầy nè. Đèn cầy gắn vô đây nè ha, gắn đầy. Đó. Cái ta kéo lên vậy, đó. Lộn con vật thì nó lộn xộn ha. Đây con này con gì? Giống con gà ha. Đây. Thì này nó có một cái cây cầm luôn ha. Mỗi một người cũng có cái cây cầm này nè. Đó, đốt đèn lên là chơi thôi. Và một bánh trung thu. Thì anh Khánh Phiêu anh gửi về cho Tấn là Tấn mua được 300 phần. 300 phần á thì Tấn phát 2 điểm. Một điểm ở ấp Thái Hòa và một điểm ở ấp Láng Lớn. Ấp Thái Hòa thì có 100 em thì Tấn phát 100 phần. Còn ấp Láng Lớn thì 200 em thì 200 phần nữa là 300 phần. Thì có một điểm ở trường mẫu giáo trường mầm non ở xã thì cái điểm nó phát sinh sau thì năm nay thì cái điểm trường mầm non thì tính cho 80 phần ở trường hỗ trợ 80 phần thì cái phần đó của em tại vì giống như là phát phát sinh sau á nên là em hỗ trợ luôn được ở dưới 80 phần cũng một cái lồng đèn và một bánh trung thu. Thì mời bà con bác theo chân cái Tấn đi phát điểm đầu tiên là điểm Thái Hòa phát 100 phần. Mà bà con bác và anh Khánh Phiêu cùng em đi phát bánh trung thu cho mấy đứa nhỏ ha. Cái này để đâu đây? Người hai người. Anh anh cô ra đứng phát em đi cô tấn phát đi tấn với lại ông quá cô ra đứng cô lấy ai đứng phát em nè. Thì hôm nay chú phát cho đứa mỗi một cái một 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 em được một cái một phần bánh và trong này có một cái lồng đèn. Lồng đèn này thì chắc mấy đứa biết sử dụng rồi chứ. Lồng đèn các con vật ha, con vật thì hên xui. Ai trúng con nào thì được con đó. Như cái lồng đèn thì nó như nè, về mấy đứa gì nè. Ở trong này có cái đèn cầy nữa nè. Về cái mình gắn đây nè. Trong này có một cái cây nữa nè, cái cây móc vô đây nè. Đó, mình bỏ cái lồng đèn vô đây. Ủa, bỏ cái cây đèn cầy vô đây. Trong này có cây đèn cầy nè. Ở đó đó.
Dạ anh, dạ sao? Con đi đi, chú phát cho. Rồi chung thu chú trẻ ha. Rồi con đi vô luôn đi con. Rồi đi vô luôn, đó. Rồi lên. Dạ không, không quay vậy được rồi. Đây đây, chung thu vui vẻ ha. Con gọi con đi tới luôn đi con. Đi tới luôn đi con. Ô. Đây con đây. Đây. Đây, chung thu vui vẻ. Đây, chung thu vui vẻ, chung thu vui vẻ. Ô. Rồi. Rồi, chung thu vui vẻ. Ô. Ô. Đây. 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 Ô. Đây con đây. Đây, đây, đây. Chung thu vui vẻ, chung thu vui vẻ. Đây. Đây. Ô. 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 Đây, ai cũng có phần yên tâm. Rồi con đi tới đi. Đây, đây. Đây, đây. Đây. Ồ. Đây con đây. Con. Ô. Đứng xa xa ra. Đây. Ô. 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 Còn em nào mà chưa có không? Đi coi coi. Hôm nay học đủ không thầy? Dạ, em bây giờ em chưa biết hay chưa. Dạ được. Dạ dạ được, được, được. Mấy đứa? Dạ. Cô đi coi đi, con còn mấy đứa không ấy được em gỡ luôn.